Dukkha-patthacani-dukkha-paya-patthacani-paya-sokha-patthacani-sokha-hontu-sabbhe-pipa-ni-no etta-vata-yam-mehi-sampadam-punya-sampadam-sabbhe-te-va anumodhantu. Ukasa-manyang-pante Visung visung rakhana thaya tesara ne na saha pancha sila niya jama duti yampi manyang pante visung visung rakhana thaya tesara ne na saha pancha sila niya jama tati yampi manyang pante Visung visung rakhanathaya tisaranena saha pancasila niyajama. Kính bạch Đại Đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Kính bạch Đại Đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Kính bạch Đại Đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ Nam Mô Buddhaya, thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức Minh Hạnh từ bi hoan hỷ truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Nam Mô Buddhaya. Dạ con xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức Minh Hạnh ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con nay mới lòng thành kính làm lễ Đức Phật Quan Âm đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con nay mới lòng thành kính làm lễ Đức Phật Quan Âm đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con nay mới lòng thành kính làm lễ Đức Phật Quan Âm đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato, ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato, ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato, ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Dutiyambi thammang sarang gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy y Phật. Dutiyambi thammang sarang gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy y Pháp. Dutiyambi sanghang sarang gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy y Tăng. Tatiyambi buddhang sarang gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Tatiyambi thammang sarang gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Ta thì giảm biết sẵn khăn, sẵn lòng của cha mi, con em mới lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Phụt thang xa la năng khát cha mi, con đem biết lòng thành kính xin quý Phật. Thăm ăn xa la năng khát cha mi,
con đem hết lòng thành kính xin quý pháp. Sáng khang xa la năng khát trả mi, con đem hết lòng thành kính xin quý tăng. Đủ ti yam pi bụt thang xa la năng khát trả mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Đủ ti yam pi tham mang xa la năng khát trả mi, con đem hết lòng thành kính xin quý pháp lần thứ nhì. Đủ ti yam pi sáng khang xa la năng khát trả mi, con đem hết lòng thành kính xin quý tăng lần thứ nhì. Ta ti yam pi bụt thang xa la năng khát trả mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Ta ti yam pi tham mang xa la năng khát trả mi, con đem hết lòng thành kính xin quý pháp lần thứ ba. Ta ti yam pi sang khang xa la năng khát trả mi, con đem hết lòng thành kính xin quý tăng lần thứ ba. Thì Saranagahanam Paripunnang, phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ma phan tê là xin vâng. Ba na ti ba ta vệ ra mani sê kha ba năng sa ma ya mi, con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana vệ ra mani sê kha ba đăng sa ma ya mi, con dự điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara vệ ra mani sê kha ba đăng sa ma ya mi, con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự tà dâm. Mu sa wa da vệ ra mani sê kha ba đăng sa ma ya mi, con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự nói dối. Sura me ra yama chấp ba ma da tha na vệ ra mani sê kha ba đăng sa ma ya mi, con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panati pata viramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự sát sanh. Adinna dana viramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự trộm cắp. Kame sumichachara viramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sứ tà dâm. Musawada viramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sứ nói dối. Sura meraya macha pamadatana viramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự dễ dối uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha badane sathukang katawa apamana nicca kalang sammara kitappang. Chư thiện tinh nên thọ truyền ngũ giới này cho được trong sạch, phải vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời, chẳng nên dí vui. Ma phan tê dạ xin vâng. Si la na su ca tan yan ti si la na phu qua sa ba da si la na ni pu tan yan ti ta sma si la vi su tha ye, các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tính phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu sa thu lành thay. Và thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính truyền đại đức Minh Hạnh Đức Từ Bi hoan hỷ truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Với lòng thành kính làm lễ tán nhất tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới, phần phước phát danh lên chúng con xin hồi hướng đến
Hữu ân thầy tổ, ông bà, cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc, nội ngoại, hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Dạ kính bạch đại đức, kính thưa quý tôn nữ cùng toàn thể đạo tràng, và dạ, sau phần tụng kinh lễ bái tam bảo thọ trì quy giới, và dạ, hôm nay chúng ta sẽ kể lại bài kinh pháp cú số 230. Dạ, trong đại tràng không có đại đức tẩy đức nên có thể là xin mời sư Trạng Đông kể trước nha. Thầy xin giơ tay, mời sư Trạng Đông. Sa tu quân vát tha na, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 230. Kính cảm ơn sư Nguyên Tịnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Nikhang jambo nada sewa ko tang nin di tumarahati dewa pinang pasam pasang santi brahmuna bipasang situn. Nít khăn trầm bồ na đa xê hoa, cổ tăng niên đi tu ma ra ha ti, đề hoa pi năng ba sang sân ti, rằm mu na pi ba sang si tu. Nít khăn trầm bồ na đa xê hoa, cổ tăng niên đi tu ma ra ha ti, đề hoa pi năng ba sang sân ti. Brahmuna Vipassang Sito. Hạnh sáng như vàng rồng, ai dám chê gì ấy, chư thiên phải khen thưởng, phạm thiên cũng tán dương, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nít khăn trầm bồ na đa xê hoa, cổ tăng điền đi tu ma ra ha ti. Đề hòa bi năng ba sang sanh tế, ram mu na bi ba sang si tu. Sáng trong như tấm vàng y, có ai lại dám chê khi các ngài, chư thiên, phạm đế, loài người, cũng đều hoan hỷ hết lời tán dương, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú lành thai, kính cảm ơn sư Trạng Đông. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu công râm. Con xin đọc ôn bài câu số 230. Nít khăn châm bồ ná đáp xê quá, cô tăng nhìn lý tú má rá há tí, đề hòa tí năng phá sầm sàn tí, râm mũ nà tí phá sầm xí tổ. Nít khăn châm bồ ná đáp xê quá, cô tăng nhìn lý tú má rá há tí, đề hòa pí năng phá sầm sàn tí, râm mũ nà pí phá sầm si tổ. Nít khăm châm bồ ná đáp xê quá, khô tăng liên lý tú má ra há tí, đề hòa pí năng phá sầm sàn tí, râm mũ nà pí phá sầm si tổ. Hạnh sáng như vàng rồng, ai dám chê vị ấy, chư thiên phải khen thưởng, phạm thiên cũng tán dương, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Sáng trong như tấm y vàng y,
có ai lại dám chê khi các ngài? Chư thiên phạm đế loài người cũng đều quán hỷ hết lời tán dương. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Nhà Cẩm Dân đã ôn bài xong, mến mời bằng tay của Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ con cảm ơn cô Cẩm Vân ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính lễ cô nữ Như Pháp. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn cô Dạng Đồng Sittena cho biết tín hiệu ạ. Dạ, con xin phép được ôn bài hai câu Pháp Cú 230. Cảm ơn chú Bát Tha Ná cho bài. Dạ, con xin phép được đọc. Nick Khang Chăm Pô Na Đa Sê Hoa Cô Tăng Ninh Đi Tùm Ma Ra Ha Ti Đề Hoa Pi Năng Pa Sang San Ti Ram Mu Na Pi Pa Sam Si Tô Nikang Champo Bo Na Da Se Wa Cô Tăng Đin Đi Tu Ma Ra Ha Ti Đề Hoa Pi Măng Pa Sang San Ti Ram Mu Na Pi Pa Sam Ti Si Tô Nikang Champo Na Da Se Wa Cô Tăng Ninh Đi Tu Ma Ra Ha Ti Đề Hoa Pi Năng Pa Sang San Ti Ram Mu Hoa Ram Mu Na Pi Pa Sang Si Tô Hạnh sáng như vàng ròng, ai dám chê vị ấy, chư thiên phải khen thưởng, phạm thiên cũng tán dương. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sáng trong như tấm y vạn, sáng trong như tấm bảng y, có ai lại dám chê khi các ngài, chư thiên phạm đế loài người cũng đều hoan hỷ hết lời tán dương. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin được kể. Nịch khẳng trăm bô nà đạn xê hê qua, cô tăng nên đi tù ma ra ha ti. Đề hoa pi năng pa sang tan ti ram mu na pi pa sam si to ni kang cham po na đan se hoa cô tăng nít đi tu ma ra ha ti Đề hoa pi năng pa sang tan ti ram mu na pi pa sang si to ni kang cham bo na da se hoa cô tăng nin đi tu ma ra ha ti de wa pi năng pa sang san ti ram mu pa sang si to hạnh sáng như vàng ròng ai dám chê vị ấy chư thiên phải khen thưởng Phạm Thiên cũng tán dương. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sáng trong như tấm vàng y, có ai lại dám chê khi các ngài, chư thiên phạm đế loài người cũng đều hoan hỷ hết lời tán dương. Bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã kệ xong ạ. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Diền. Dạ con xin phép được xuống mic mời một vị khác ạ. Sa thu lần thầy Pháp Nguồn Lào Cai. À, xin biết cô tu nữ Tuệ Duyên đã ổn định chưa? Kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên, mời Tina, mời Nguyên Tỉnh lên kể nha. Alo. À, cảm ơn Nguyên Tỉnh Tina. À, kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, sa thú lần thầy. Cảm ơn Nguyên. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thường tọa minh hạnh, lễ với cô tu nữ Ba Thanh Trà, quý thiện nam tín nữ.
Dạ, bây giờ kệ kinh Pháp Cú số 230. Dạ, cảm ơn Tina. Nikang Champo Nadase Waku Tăng Ninh Đi Tú Marahati Đề Hòa Bí Năng Bát Sang San Tí Ram Muna Bí Bát Sang Sito Nikang Champo Nadase Waku Tăng Ninh Đi Tú Marahati Dewa binang basang santi Ramu napi basang sito Nikang jambu nadat sewa Kutang ningdi tumarahati Dewa binang basang santi Ramu napi basang sito Sáng như vàng rồng, ai dám chê vị ấy? Chư thiên phải khen thưởng, Phạm Thiên cũng tán dương. Phổ thư Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sáng trong như tấm vàng y, có ai lại dám chê khi các ngài, chư thiên phạm đế loài người, cũng đều hoan hỷ hết lời tán dương. Phổ thơ Hòa Thượng Dưới Đức. Dạ, tự nhiên đã ôn bài xong. Thấy tín hiệu của Nguyên Tịnh và Tina, hai vị đưa tay lên để ôn kinh Pháp. Dạ, đã thấy tín hiệu của Nguyên Tịnh. Nam mô Bích Tha Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sáng Tha Giác. Con thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con kính lễ với bà với cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ tự duyên và con kính tri ân cô. Con kính chào quý đạo hữu và con kính tri ân chú Quách Thanh Á Tina. Và con xin phép đọc câu Phật ngôn 230 và con kính tri ân cô Rạng Đông. Nít thăng chăm bồ na đá xê quá cô tăng nền đi tu ma ha ra. Cô tăng nền đi tu ma ra ha tí đề quà bí năng bá sẵn sàn tí râm mu nè bí bá sẵn sĩ tô. Nít thăng chăm bồ na đá xê quá cô tăng nền đi tu ma ha ma. Rahati đề qua biết năng bát sang san tiết ram mút na biết bát sang sĩ tô hành sáng như vàng rồng, ai dám chê vị ấy, chư thiên phải khen thưởng, phàm thiên cũng tán dương của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhiệt căn chăm vô na đa sẽ quá cô ta nhìn đi tu ma con hơi bị cái chỗ này quá ta. Con xem thấy của cái bài này không phải. Con đọc bài khác là con xin đọc bài nên đi tu marahati. Dạ con xin đọc lại. Nề căn chăm vô na đa xê quá cô tăng nên đi tu ma ra ha ti đề qua pi năng pa sang san ti ram mu na bi pa sang si tu. Sáng trong như tấm vàng y, có ai lại dám chê khi các ngài, chư thiên phạm đế loài người cũng đều hoan hỷ hết lời tán dương của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con kính tri ân chú Quát Thanh Á cô Rạng Đông và dạ, con kính tri ân đạo tràng, con kính
Kính mời Sức Tì Na, Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ, cảm ơn chị. Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 230. Nít khăn chăm bồ na đá xê quá khổ tăng ninh đi tú má ra ha tí đề hòa phí năng phát sẵn sàn tí bram mút na phí phát sẵn sĩ tù. Nít khăn chăm bồ na đá xê quá khổ tăng ninh đi tú má ra ha tí đề hòa phí năng phát sẵn sàn tí bram mút na phí phát sẵn sĩ tù. Hạnh sản như vàng rồng, ai dám chê vị ấy, chư thiên phải khen thưởng, phạm thiên cũng tán dương. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Niên khăn chăm bu na đan xê hoa, khô tăng ninh đi, tu ma ha ra, tu ma ra ha ti, đề hoa bi năng, pa sang san ti, brahm mu na phi, pa sang si tu. Ninh khăn chăm bồ na đan xê hoa, khô tăng ninh đi tu ma ra ha ti, đề hoa bi năng pa sang san ti, brahm mu na phi pa sang si tu. Sáng trong như tẩm vàng y, có ai lại dám chê khi các ngài chư thiên phạm đế loài người cũng đều hoan hỷ. Hết lời tán dương của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Sa thu lành thầy Tina. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Con trình được kể kinh pháp cú số 230. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết nghe rõ. Nikhang Chambo Nadasewa Cô Tăng Ninh Đi Tu Ma Rahati Deva Pinang Pasang Santi Pramuna Pi Pasang Sito Nikhang Chambo Nada Sewa Ko Tang Nindi Tumarahati Deva Pinang Pasang Santi Pramun Napi Pasang Sito. Hạnh sáng như vàng ròng, ai dám chê vì ấy, chư thiên phải khen thưởng, phạm thiên cũng tán dương. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Sáng trong như tấm vàng y, có ai lại dám chê khi các ngài chư thiên phạm đế loài người cũng đều hoan hỷ, hết lời tán dương. Bản phổ thơ của Ngài Di Đức. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, con xin đã đọc kể xong. Dạ, con thấy Đại Đức Minh Mẫn đã vào đạo tràng. Dạ, con không thấy bàn tay nào khác nữa. Con xin được cung thỉnh Pháp Sư trước khi kính tỉnh Đại Đức giảng bài kinh pháp cú số 231 ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma samputtassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma samputtassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma samputtassa. Brahmacaloka-thipati sahampati katanyari antivarang. อายาจถาสันติธาสัตตปริยคขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhâm lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dây đời nhâm vườn lộc giá ngài rời chân sang thuyết pháp đồ các hàng đệ tử có năm thầy thính dư pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như
được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ gia vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ly, tôi mê cầu đặng chí chi vẹn toàn. Nhà Nam Mô Phật Thà Giá, thay mặt đại chúng trong Rome, con xin được kính thỉnh đại đức Minh Mẫn Từ Bi hoan nghỉ thuyết giảng từ vùng ý nghĩa và duyên sự bài kinh pháp cú số 231. Nam Mô Phật Thà Giá. Dạ, con xin được cung thỉnh đại đức Minh Mẫn ạ. Dạ, sa thú lành thay kính tri ân Huynh Quách Thanh Á. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Hiện Diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học kinh Pháp Cú với đề tài là câu kệ Pháp Cú số 231. Quý vị nghe hơi nhỏ ha. Nhỏ thì chúng tôi xin được chỉnh chỉnh cho nó to lên một chút. Rồi, chắc giờ ok rồi. Câu kệ Pháp Cú số 231 này được các MC post lên ở trên Room. Bây giờ chúng tôi sẽ đọc qua hai lần. Rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng Việt dịch văn xuôi. Rồi học về duyên sự và học về ý nghĩa của cái câu kệ này. Đoạn thứ nhất của câu kệ Kayappakopanrakkhaya. Kayappakopanrakkhaya. Đoạn thứ hai Kayena sangvuttosiya. Kayena sangvuttosiya. Đoạn thứ ba Kayaduccharitanghitwa. Kayaduccharitanghitwa. Đoạn thứ tư Kayena sucharitang chare. Kayena sucharitang chare. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy có hai từ. Từ đầu tiên Kayappakopang, đây là một hợp từ chúng ta tách ra Kaya cộng với là Pakopang. Kaya có nghĩa là cái thân. Còn Pakopang ha, là Pakopa chia theo đối cách. Chia theo cách thứ hai, thành ra nó có cái hình thức là ăn. Pakopa có nghĩa là sự quả quọ, sự giận dữ. Nếu mà mình dịch nguyên một cái hợp từ Kayappakopang đó thì có cái nghĩa là sự giận dữ từ nơi thân hay là sự giận dữ của thân. Tức có nghĩa là cái thân này hiện bày ra cái sự giận dữ. Sự giận dữ
của thân hay là sự giận dữ từ nơi thân. Từ thứ hai rakkhaya là từ cái động từ rakkhati mà chia theo khả năng cách ngôi thứ ba số ít. Thành ra nó có cái hình thức là ayya. Động từ rakkhati có nghĩa là bảo vệ, gìn giữ, hộ trì. Rakkhati có nghĩa là bảo vệ, gìn giữ, hộ trì. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy có ba từ. Từ đầu tiên ca dê ná là ca giá mà chia theo cách thứ ba sử dụng cách, thành ra nó có cái hình thức là ná. Ca giá là thân. Cách thứ ba đó là mình dịch đó là bởi thân hay do thân hay là bằng thân. Từ thứ hai sang vũ tô, đây là một quá khứ phân từ của đây là một cái quá khứ phân từ sang vũ tá. Mà sang vũ tá là quá khứ phân từ của động từ sang quá rất tí. Thì quá khứ phân từ ở đây đó nó có cái chức năng là một cái giống như là một cái danh động từ. Thì ở đây danh động từ này chỉ cho người, danh động từ thường chỉ cho sự và chỉ người, thì ở đây là chỉ cho người. Sang vũ tá mà ở đây thành sang vũ tô là chia theo chủ cách số ít. Sang vũ tô là người thu thúc, người gìn giữ. Còn cái từ sau cùng xí gia, đây là một cái động từ to be chia theo khả năng cách ngôi thứ ba số ít luôn. Xí gia có nghĩa là nên, là nên, thì nên, mà thì là mà. Đoạn thứ ba chúng ta thấy có hai từ. Từ đầu tiên ca giá đú chá ri tăng, đây là một hợp từ chúng ta tách ra ca giá cộng với là đú ha, cộng với là chá ri tăng. Ca giá là thân, đú là một cái tiếp đầu ngữ chỉ cho cái ý nghĩa xấu ác. Chá ri tăng là chá ri tá chia theo đối cách số ít, thành ra nó có cái hình thức là chá ri tăng. Chá ri tá dịch là hạnh tạng. Hay là mình dịch gọn đó là hạnh. Vậy thì đú chá ri tá đó là hạnh ác hay là ác hạnh. Mà ghép thêm một chữ thân nữa đó thì là thân ác hạnh. Hay là thân hành ác. Rồi từ cuối cùng, hitoa. Hitoa đây là một cái bất biến quá khứ phân từ của cái căn ha. Căn ha là từ bỏ. Từ bỏ hay là giết gì đó, đại loại gì. Ở đây mình lấy cái nghĩa là từ bỏ. Hitoa là sau khi từ bỏ. Chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy có ba từ.
Từ đầu tiên ca dê ná là ca giá chia theo cách thứ ba, chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi. À, là do thân bằng thân. Từ thứ hai xú chá rí tăng thì chúng ta cũng đối chiếu với cái từ đút chá rí tăng ở trên đó. Ở trên thì tiếp đồng ngữ là đút, còn ở dưới này tiếp đồng ngữ là xú. À, thì đú với xú là đối nghĩa lại với nhau. Đú chỉ nghĩa xấu ác, thì xú là chỉ nghĩa thiện lành. À, thành ra xú chá rí tăng là thiện hạnh. Rồi chá rê là chá rắn, mà chia theo khả năng cách ngôi thứ, thành ra nó có hình thức là chá rê. Chá rá tí đó là thực hành hay là sống. Bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở câu kệ này chúng ta thấy có 4 đoạn, thì xin thưa với quý vị, đoạn 1 là một câu, đoạn 2 là một câu, đoạn 3 và đoạn 4 là một câu. Đoạn 1, rắc khay giá nên bảo vệ hay là nên gìn giữ. Ca giá pa cô băng là sự giận dữ từ nơi thân hay là sự giận dữ của thân. Mà mình dịch từ nơi thân thì nó hợp lý hơn. Ca giáp bác cô băng rắc khay là nên bảo vệ hay là nên gìn giữ. Thì ở đây mình hiểu động từ này chia theo ngôi thứ ba số ít. Thành ra mình dịch là ngươi, mở ngoặc đóng ngoặc. Ngươi nên bảo vệ gìn giữ sự giận dữ từ nơi thân. Đoạn thứ hai. Sĩ già, người nên là sang vũ tu, người thu thúc. Ca dê nã, bằng thân. Đó, mà bây giờ mình dịch theo nghĩa thụ động đó. Người nên là người có thân được thu thúc. Tới đoạn thứ ba và thứ tư là một câu. Hi toa sau khi từ bỏ ca giá đút chá rí tăng thân ác hạnh. Chá rê, ngươi nên thực hành su chá rí tăng thiện hạnh. Ca dê nó bằng thân. Đó mà mình dịch gọn lại là nên thực hành thân thiện hạnh. Sau khi từ bỏ thân ác hạnh, ngươi nên thực hành thân thiện hạnh. Thì khả năng cách là đưa ra cái lời khuyên đó, xin thưa quý vị ha, nên hay là có thể. Khuyên ta vậy đó. Ngươi nên thực hành thân thiện hạnh. Dạ, thiếu cái chữ thân rồi cô Rạng Đông. Thiếu một cái chữ thân nữa. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 231. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng bà con chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương. Rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho Phakkhavā Buddhaṃ Phakkhavantaṃ Abhivādemi. Svakkhato Phakkhavatā Dhammo Dhammaṃ Namassāmi. Supatipanno Phakkhavato Sāvaka Saṅkho Saṅkhaṃ Namāmi. Namaturatana Tayasa.
Đức xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, từ ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài là thầy cả của chư thiên và nhân loại. Giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng có công năng hướng thượng, có công năng ngăn trừ hoặc đoạn tuyệt được các căn bệnh phiền não. Những ai thực hành theo, ắt sẽ được sự lợi lạc. Tăng chúng là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm. Các ngài thừa hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Phước báo phát sanh do sự cung kính đánh lễ và tán dương ơn Đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Rung Pháp Cú Kinh. Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Đề tài hôm nay chúng ta học là câu kệ Pháp Cú số 231. Câu kệ này cùng với câu kệ Pháp Cú số 232, 233, 234. Bốn câu kệ này nằm trong phẩm Cô Tháp Quát Cá có cùng một duyên sự. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại quê Lú Quán Á, chùa Trúc Lâm. Đề cập đến nhóm lục sư. Thì xin thưa quý vị, khi mà nói đề cập đến nhóm lục sư thì ở đây chúng ta cần phải hiểu là đề cập đến một khía cạnh nào đó, một vấn đề nào đó liên quan đến nhóm này thôi, chứ không có phải là đề cập đến toàn bộ quá trình sống, tất cả những cái sự kiện diễn ra đối với nhóm lục sư này. Thì ở đây đó, một lần nọ, nhóm lục sư này nè, mang guốc, rồi tay cầm gậy đi khua, cầm gậy rồi đi, rồi khua qua khua về, tạo ra cái tiếng động ở trên đường đi kinh hành đó. Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn Ngài ở trong hương thất, Ngài nghe có tiếng guốc khua lột cột, rồi tiếng gậy va chạm ở trên đường vậy đó. Thì Ngài mới hỏi tôn giả Ananda là cái tiếng kêu gì vậy? Thì tôn giả Ananda mới trả lời bạch Đức Thế Tôn, nhóm lục sư mang guốc đi kinh hành, rồi khi mà đi kinh hành vậy đó, tay cầm gậy khua qua khua lại vậy đó, cái bắt đầu mới nghe có cái tiếng động lộp cộp đó. Thì sau khi nghe xong vậy đó, Đức Thế Tôn Ngài mới triệu tập chư Tăng ban cái học giới. Và học giới này đó được ghi lại ở trong luật của chư tỳ kheo ở cái phần Acitya là ưng đối trị. Là ai mà tạo ra cái vị tỳ kheo nào tạo ra cái tiếng động làm ồn ào gây náo loạn vậy đó thì là phạm ưng đối trị. Và nương theo đó, đó Đức Thế Tôn Ngài mới dạy là Ngài nói cái gì thì kheo đó thì cần phải gìn giữ thân, cần phải gìn giữ khẩu, cần phải gìn giữ bảo vệ ý của mình. Nói vậy xong, Ngài mới thuyết lên câu kệ, xin lỗi, thuyết lên một loạt bốn câu kệ. Và hôm nay chúng ta học câu kệ đầu. Câu kệ này được đánh số đó là 231. Ngài thuyết Ca yap pa ku pang rakhaya Ca ye na sang vu to si ya Ca ya du charitang hitwa Ca ye na su charitang chare
Câu kệ này ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hạnh lành. Còn ngài Hòa thượng Giới Đức thì dịch là: quý vị không có, quý vị chưa có bóp lên, đây rồi, chúng tôi thấy rồi. Giữ thân phải biết canh phòng, gìn thân bảo vệ hết lòng nay mai, xả ly hành ác mới tài, trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc giàu. Và rồi có thêm một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa, thì đây là ba bản dịch, ba phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Phật ngài dạy. Rồi nương theo duyên sự thì chúng ta sẽ hiểu sâu sắc rõ ràng hơn ý nghĩa ở trong câu kệ Pali á. Thì khi mà chúng ta hiểu càng rõ ràng bao nhiêu, càng sâu sắc bao nhiêu, thì chúng ta càng dễ ứng dụng ở trong đời sống bấy nhiêu. Có ứng dụng lời dạy của Đức Phật thì lúc đó chúng ta mới có được cái phước, là phước nghe pháp nè, rồi phước thực hành pháp, và thực hành một cách nghiêm mật viên mãn để đạt đến chỗ bản thân của mình không còn tham lam sân hận si mê, hay nói gọn hơn là không còn làm ác nữa đó. Đó thì lúc đó chúng ta có thể từ bỏ phàm phu tánh để chuyển sang thanh tịnh. Nghe pháp, học pháp như vậy đó thì mới có lợi lạc. Bây giờ chúng tôi cùng với quý vị, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa rộng rãi sâu sắc ẩn chứa ở trong câu kệ pháp cú số 231 này, để chúng ta hiểu rồi chúng ta thấy cái giá trị, cái lợi ích và cái khả năng của mình đến đâu đó thì mình áp dụng, mình thực hành theo đến đó. Cái duyên sự này khi nãy chúng tôi trình bày với quý vị đó là có bốn câu kệ, nhưng đây chúng tôi là người giảng đầu cái thành ra nói sơ qua. Câu kệ một là Đức Thế Tôn ngài dạy người nghe đó, dạy các cái vị tỳ kheo trực tiếp lúc đó, đó nói riêng, và dạy cho tất cả những ai nghe nói chung, là nên ngài cũng khuyên thôi, sư thưa quý vị, thành ra ở đây mới sử dụng là khả năng cách khuyên thôi, khuyên người ta đó là nên gìn giữ bảo vệ cái thân hành của mình, tức là nên gìn giữ bảo vệ cái cửa tạo nghiệp bằng thân, tức là thân nghiệp. Câu thứ hai là 232 đó, thì ngài dạy đó là nên bảo vệ gìn giữ khẩu nghiệp. Rồi câu thứ ba đó là ngài dạy nên bảo vệ gìn giữ ý nghiệp. Rồi câu thứ tư đó là mới đúc kết lại là nên bảo vệ gìn giữ cả ba này, cả ba cửa tạo nghiệp là thân, khẩu và ý. Thì hôm nay đó chúng ta học về cái cửa thân. Ca giá ở đây đó là chỉ cho thân hành. Còn cái chữ ca giá này mà mình hiểu rộng ra đó thì xin thưa quý vị rộng lắm ha. Ngũ quẩn này nè cũng được gọi là ca giá. Mà thân sắc không đó thì cũng được gọi là ca giá. Rồi thân danh nó cũng được gọi là ca giá nữa. Chữ ca giá này đó học ở trong cái bộ song á, thì phân tích liệt kê ra rất là nhiều loại thân. Đó, thì thân ở đây nè, thân ở trong cái câu kệ này nè là thân hành, tức là hành động việc làm của thân. Vậy thì cái thân này đó mình hiểu là như thế nào ạ? Xin thưa quý vị, cái thân này đó là bao gồm nè đầu, mình, tay, chân. Những cái chuyển động của đầu, mình, tay, chân đó đó thì đều được gọi là thân hành. Những cái chuyển động đó
ít nhiều gì cũng có tác động đến đối tượng. Tức là khi mà người khác người ta nhìn thấy nè, hoặc là người ta nghe nè, thì đều có cái tác động nhất định. Tác động đó, đó có thể là tốt hoặc có thể là xấu. Có thể là xấu. Thì sau khi mà mình đã hiểu thân là cái gì rồi, thì bước tiếp theo ở cái câu kệ này Đức Thế Tôn ngài dạy là ca giáp cô bằng rắc thầy giá, là nên bảo vệ, nên gìn giữ cái sự giận dữ hay là sự quả quả từ nơi thân. Thì mình hiểu là sự giận dữ hay là sự quả quả từ nơi thân, tức là cái sự bực bội tức tối nè, nó biểu hiện qua thân. Nó biểu hiện qua thân. Vậy thì biểu hiện qua thân là sao? Trước hết là chúng ta hiểu sự bạo quọ ha, sự giận dữ này nè, đây là cái khởi hay là cái sự hiện bày của tâm sân, của tâm sân đó. Mà tâm sân này nè, nó hiện bày qua thân hành, nó hiện bày qua thân hành. Thì cái hiện bày qua thân hành này nè, mình có thể thấy nè, như là gì ạ? Mặt đỏ tía tai nè. Khi mà người ta nóng, người ta giận lên là mặt mày người ta đỏ sẫm lên nè. Hoặc là tái mét nè, hoặc là xanh lè nè, hoặc là xanh lè nè. Khi mà ta bực bội tức tối, tức giận dữ lên, cái bắt đầu là gì? Người ta là trợn tráng nè, phùng má nè. Đó là mình nhìn vô đó mình biết là người đó người ta đang giận dữ. Thì khi mà giận dữ đối với cái người mà đang giận dữ đó đó, thì bắt đầu là mới bài tiết ra ngoài. Bài tiết ra ngoài đó là có khi đó ha, giận người A, giận người B, nhưng mà vì do còn có thể đó ha, tiềm mẫn lòng tàm lòng quý, hoặc là gì do sợ sệt này kia cái nọ đó, cái thành ra ra là người ta không có đánh đập. Mình nói rộng ra nữa đó là người ta không có dám chửi bới. Ở đây mình đang học về thân thôi, xin quý vị ha, thành ra chúng tôi chỉ nói về thân thôi. Là người ta không có dám đánh đập nữa. Mà cũng còn cái cục tức ở trong lòng, cũng còn cái sự giận dữ, không dám đập trực tiếp người ta. Nhưng mà cũng phải làm cái cách nào đó để cái sự giận dữ đó nó được bài tiết ra ngoài. Thì người xưa mình có cái câu tục ngữ đó là giận cá thì chém thật, giận cái con cá ha, không dám chém cái con cá, sợ con cá đau ha, hoặc là sợ con cá nó trả đũa lại thì bắt đầu chém vô cái thật. Thì trường hợp này bà con chúng ta sống ở trong đời đó ha, trong cuộc đời này có chồng có vợ có con có cái có thân bằng quyến thuộc anh chị em bạn bè đó, thì điều này chắc bà con chúng ta cũng nhận ra hiểu ra. Như là khi bà vợ bà giận ông chồng quá, như là ông lười biếng biếng nhác mà, hoặc là ông tỏ tí te gì đó, cái bắt đầu là đang ru con nhưng mà giận ông chồng vậy đó ha. Thì vừa ru nè, vừa dỗ nè, mà vừa đập, đập đứa con. Thì cái đập đó, đó cũng là cái cách bài tiết cái sự bực bội, tức giận đó. Như là ở trong cái duyên sự này nè, thì cái nhóm lục sư đó ha, là mang quốc nè, rồi đi cua vậy đó. Hoặc là đang đi vậy rồi cái tay cầm gậy đi quơ qua quơ lại trên đường tạo ra tiếng động vậy đó. Thì trong cái trường hợp này nè, mình không có hiểu, không có biết, không có xác định được rằng nhóm lục sư này có phải là đang tức tối giận dữ ai hay là đang tức tối giận dữ cái gì hay không. Xin thưa với quý vị đó, cái hành động này nè cũng có khi đó là do gì? Do vì mình không biết rằng khi mà mình đi lê giác vậy đó, hoặc là cầm gậy quơ qua quơ về vậy đó, thì là tạo ra tiếng động đó, làm khó chịu cho người khác, thì cái hành động việc làm đó là sai.
À, đôi khi đó cũng không có nhận ra, cũng không có biết đâu, xin thưa quý vị. À, không biết đâu đó. Đó thì trường hợp này mình không biết được cái tâm của các cái gì đó, do vậy đó mình không biết cái hành động này có phải được hiện bày bởi sân tâm hay không. À, bởi sân tâm hay không. À, nếu mà được hiện bày bởi sân tâm đó thì bây giờ mình phải điều chỉnh, hay mình phải khắc chế cái sự sân tâm đó. À, sự sân tâm đó. À, rồi cách đây mấy bữa chúng tôi có đi đến nhà của một Phật tử. À, thì nhà họ có chuyện vui là bên đàn trai đó người ta tới, người ta ra mắt. Ra mắt thì có một cái cô em đó, là cổ không có liên quan chi cả, nhưng mà cổ lại phải bị làm việc. Khi người ta đến thì là bắt đầu phải dọn dẹp bàn ghế ra, trải khăn này kia cái nọ. Rồi sau khi ta ăn xong đó, thì là mình lại phải dọn dẹp bàn ghế đó vô, rửa chén đũa, không có ai phụ nuôi chi cả. Thì cô vừa làm mà khiêng cái ghế lên, cái cổ quăng xuống cái đùng, khiêng cái rá rổ lên, cái cổ quăng xuống cái đùng. Đó thì xin thưa quý vị, cái việc làm cái hành động đó, đó cũng là bày tiết sự bực bội, tức tối, giận dữ qua thân. Dạ, qua thân. Thì khi đó chúng tôi ngồi gần đó, ngồi ở trên, trên cái phòng ở trên. Cái phòng ở trên thì nó lại gần ngay cái nhà kho, chúng tôi thấy vậy. Cái chúng tôi mới nói, con ơi, cái ghế nó không có tội đâu. Rổ rá nó không có tội đâu. Thì theo quý vị, cái ghế nó có tội không? Cái rổ rá đó nó có tội không? Chính vì nó không có tội, nó không có ý thức, cái thành ra là gì? Mình mới bày tiết cái sự bực bội tức tối lên nó. Cho nếu như mà nó có ý thức đó, là đôi khi cũng chưa chắc đâu ha. Vì sợ sợ rồi này kia, thành ra là không có dám. Không có dám. Vậy thì qua cái cách mà chúng tôi trình bày cho quý vị, bây giờ chúng ta mới biết nè. Cái sự bực bội tức tối nó hiện bày qua thân vậy đó. Thì Đức Thế Tôn này khuyên đó là nên bảo vệ, nên gìn giữ cái thân này nè, đừng có để cho cái sự bực bội, giận dữ nó hiện bày ra vậy. Tại sao nên bảo vệ gìn giữ, xin thưa quý vị? Sân nó hiện bày mạnh ra đó là sự bực bội, tức tối, giận dữ, rồi có thể dẫn đến là gì? Đập phá, giết hại. Vậy thì chúng ta xác định ha, cái sân đó đó là xấu hay là tốt? Không, thì nó có cái kết quả gì? Nếu tốt thì nó có cái kết quả gì? Xấu thì dĩ nhiên sẽ cho mình cái quả khổ đau. Còn mà tốt thì là cho cái quả an lạc, an vui. Thì khi mà mình nhận ra, mình biết ra vậy thì bản thân của mình nè, có mong muốn mình bị cái quả khổ đau không? Nếu không mong muốn cái quả khổ đau thì bây giờ mình phải bảo vệ, gìn giữ cái thân này, đừng có cho sự sân hận đó, sự giận dữ đó nó hiện bày ra. Hiện bày ra, nếu mà mình kiềm chế được thì không nói gì ha, mà mình không có kiềm chế được đó, mà để cho nó hiện bày một cách mạnh mẽ đó, thì lúc đó hư bộ của đường. Lúc đó sẽ dẫn đến là gì? Gây thù nè, chuốc oán nè. Gây thù chuốc oán. Rồi ha, ở đây chúng ta còn là hiểu thêm một cái khía cạnh khác nữa qua duyên sự đó. Là mình cũng nên bảo vệ, gìn giữ cái thân này nè, để đừng có cho người ta bực bội. Sự bực bội, tức tối nó hiện bày qua thân mình đã đành rồi.
Nhưng mà mình cũng nên gìn giữ cái thân hành của mình nè, đừng để cho người khác người ta bực bội khó chịu. Như trường hợp các cái vị sư ở trong nhóm là luật sư này nè, mang quốc đi cua lột cọp vậy đó, thì gây ra cái tiếng động rất là khó chịu cho người khác nè. Hoặc là đi mà lấy cây cua qua cua lại tạo tiếng động cũng gây bực bội khó chịu cho người khác. Như bà con chúng ta mà đang ngồi im lặng ha, hành thiền vậy đó, đó cái bây giờ đó ha, có ai đó cái họ mở nhạc rồi lên họ nghe đó, thì theo quý vị là có bực bội không đó. Hoặc là cứ họ đi ngang qua đi ngang lại trước mặt mình đó, đó dù cho không có tiếng động đi đó, thì mình thấy cái bóng dáng họ đi ngang qua đi ngang lại vậy đó là mình cũng bị phân tâm rồi, thì là cũng khiến cho mình khó chịu bực bội. Rồi là gì, họ làm đủ thứ, không có nghĩ đến cái lợi ích cho người khác chi cả, làm như là cái thân đó là của họ, họ muốn làm gì làm, không có chú ý để ý đến cái cảm giác cảm nhận của người khác. Thì khi mà mình hiểu ra vậy đó, nó bắt đầu là gì, mình cũng gìn giữ cái thân của mình, để cái thân của mình đó khi mình làm việc gì đó, đừng có gây khó chịu đến cho người khác đó. Kể cả những việc làm đó đó là đúng đắn là tốt mà, ví dụ như mình quét rác đi, giờ người ta hành thiền, cái mình lấy cái chổi ra cái mình quét rác đó, thì theo quý vị đó ha, làm vậy đúng hay là sai, chấp nhận được hay không chấp nhận được. Cái việc quét rác cho sạch nhà, sạch cửa, sạch chùa chiền là tốt. Nhưng mà là cái gì? Làm sai thời. Cái giờ người ta đang hành thiền, tức là người ta cần cái sự yên tĩnh vắng lặng. Đó, mà mình lấy chổi ra, mình quét rác, mình tạo cái tiếng động, khiến cho tâm của người ta đó bấn loạn, phan duyên trần cảnh. Thì giống như kiểu là gì? Mình trêu ngươi vậy đó. Mình làm cho người ta bực bội. Thì kể cả việc làm đúng vậy đó thì cũng là sai, sai thời, sai chỗ. Cho nên mình gìn giữ cái thân của mình ha, là thứ nhất nè, đừng có để cho cái sân, sự bực bội, tức tối, giận dữ nó hiện bày qua cái thân của mình. Thứ hai, mình gìn giữ cái thân này nè, là khi cái thân này hành động, một việc làm, một hành động nào đó, cũng đừng để cho người khác, người ta bực bội, khó chịu. Tại sao vậy ạ? Mình mà để cho cái sân tâm nó sanh khởi lên, nó hiện bày qua thân rồi nè, tạo ra cái thân ác hạnh, thì hậu quả đau khổ mình phải chịu. Cái thân này mình làm nè, dầu cho cái việc đó là việc thiện, nhưng mà khiến cho người ta bực bội, khó chịu vậy đó. Thì cái việc thiện này nè, nó cho quả thiện, nhưng mà đồng thời, mình làm bực bội, tức tối, khó chịu cho người khác đó, thì cái quả khổ mình cũng phải nhận lãnh nữa, nhận lãnh nữa. Do đó đó, cũng ở trong kinh Pháp Cú đó, Đức Thế Tôn Ngài dạy là gì? Và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng, thì mới hướng trọn vẹn quả dị thục. Một việc làm nào đó là thiện, là lành, mình làm xong mà không có phương hại gì đến ai cả, rồi khi mà quán chiếu lại đó, cái mình không có cái gì đó để cho mình hối tiếc, mình ăn năn, thì lúc bấy giờ cái lòng của mình đó mới thấy thanh thản. Mình nghĩ, mình nhớ lại cái việc đó, mình mới thấy vui, mình mới thấy hoan hỷ. Thì từ cái chỗ đó đó, cái việc làm đó nó mới cho mình cái quả thù thắng mỹ mãn. Còn một việc làm lành, một việc làm thiện nào đó từ thân nữa, mà có phương hại đến khác vậy đó, đó thì mình sẽ nhận lãnh cả hai loại quả, cả hai loại quả. Thì từ cái chỗ đó cái mình mới thấy ra, mình nên gìn giữ cái thân này, đừng có cho nó bực bội giận dỗi. Mình nên gìn giữ cái thân này nè, đừng có làm cho người khác, người ta bực bội, giận dỗi.
Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, Đức Thế Tôn dạy ca dê na sang bụ tô si gia, nên là người có thân được thu thúc. Do thì có thân được thu thúc là sao? Thân này nè là thân hành, tức là cái việc làm từ nơi thân này. Thu thúc, cái thân được thu thúc là như thế nào? Thân được thu thúc là thân được bảo vệ, thân được gìn giữ để qua cái thân này nè làm việc, mà các cái phiền não nó không có nương theo đó để nó sanh lên. Ví dụ như mình thấy máy tay chân nó sinh đi, thì thấy máy tay chân nè, là nương qua cái hành động thấy máy tay chân này nè, tham đó, nó len lỏi, tham nó len lỏi nó sanh lên. Hoặc là gì, qua cái hành động mà mình giá tay nè, hay là mình dậm chân nè, đó thì từ cái chỗ đó đó sân, nó nương theo đó nó sanh lên. Dạ, nó sanh lên. Vậy thì bây giờ mình phải gìn giữ, mình phải bảo vệ cái thân này nè, để cho tham, để cho sân đó đó nó đừng có len lỏi qua cái thân này, mà nó sanh lên, nó sanh lên ở trong tâm của mình. Mình có thể hiểu qua cái thu thúc con mắt, cái thu thúc cái lỗ tai cũng vậy. Thu thúc con mắt có nghĩa là mình nhìn một cái cảnh nào đó, đừng để tham hoặc là sân nó nương từ nơi cái cảnh đó để nó sanh lên ở trong cái nội tâm của mình. Đó, như vậy được gọi là gìn giữ con mắt, là thu thúc con mắt, gìn giữ cái lỗ tai, thu thúc cái lỗ tai, thì gìn giữ cái thân này nó cũng giống như vậy. Tại sao mình phải gìn giữ, mình thu thúc vậy? Thì thử hỏi bà con ha, chứ nếu mà để tham ha, sân nè, nó si nè, nói cho nó đủ là tam độc đó, nó len lỏi qua cái thân này, thân hành đó, việc làm của thân này nè, để nó xâm nhập vào nội tâm của mình, rồi nó lớn mạnh, nó trưởng thành, rồi cái nó đồn trú, cái nó cư ngụ, cái nó xâm chiếm, nó chiếm đoạt ở trong luôn. Đó, thì lúc đó mình có lợi hay là có hại? Dạ, có hại. Thì từ cái chỗ có hại vậy, cái thành ra là gì? Mình phải thu thúc, mình phải gìn giữ cái thân này, để mỗi khi cái thân này làm một cái việc nào đó, qua cái việc đó tham lam, sân hận, si mê không nương vào đó để tấn công vào mình, để tấn công vào trong nội tâm của mình. Đó, mình thấy ra được cái giá trị ha, mình thấy ra được cái lợi cái hại vậy, rồi bắt đầu đó là gì, mình siêng năng để gìn giữ thu thúc thôi. Vậy thì hai cái ý đầu này nè, ha, thì buộc lòng là gì? Chúng ta phải nhận ra, chúng ta phải thấy ra cái gì là đúng, cái gì là sai. Đúng dẫn đến là có lợi, sai dẫn đến là bất lợi. Thì từ cái chỗ đó đó, mình mới cố gắng siêng năng tinh tấn để gìn giữ cái thân, cố gắng siêng năng tinh tấn để thu thúc, để nhiếp phục cái thân này. Thì lúc đó đó, mình mới không có bị cái hậu quả là khổ đau do thân mang lại. Đến đoạn thứ 3 và đoạn thứ 4. Đoạn thứ 3, Đức Thế Tôn này dạy Kaya Ducharitang Hitoa, là sau khi từ bỏ thân ác hạnh. Vậy thì thân ác hạnh là như thế nào? Thân ác hạnh được hiện bày qua là thân đánh đập, sát hại mạng sống của chúng sinh khác. Thân này nè, thấy máy ha, lấy đồ của người khác khi chưa được cho. Đó. Rồi thân này nè, xâm hại đến đối tượng khác giống khi chưa được phép, chưa được cho phép, hay là xâm hại đến đối tượng khác giống phi pháp. Phi pháp, thì như vậy được gọi là thân ác hạnh. Thân ác hạnh là có ba vậy đấy, xin thưa quý vị. Ở trong thập ác nghiệp đạo đó, thì là liệt kê ra là thân tam, khẩu tứ, ý tam,
thấy nát hạnh có ba vậy. À, thì ở đây là sau khi từ bỏ, tức là đã từ bỏ xong, vậy thì là làm sao để từ bỏ xong được? À, xin thưa quý vị, để từ bỏ được ha, thì mình cũng phải hiểu cái hậu quả của nó. À, trước hết này, mình phải hiểu sát sanh là thân ác hạnh cái đã nè. Trộm cắp là thân ác hạnh cái đã nè. Tà dâm là thân ác hạnh cái đã nè. Mình hiểu cái việc làm đó đó là sai, là quấy, là không có đúng. Rồi bước tiếp theo đó mới hiểu nè, cái nếu mà mình làm vậy thì nó sẽ cho mình là cái hậu quả gì. Như là mình đánh đập người ta, mình giết hại người ta đó, thì mình đánh đập người ta đó là tối thiểu gì mình cũng sẽ phải bị người khác đó, người ta chửi nè, người ta la mắng nè, người ta chê bai nè, hoặc là gì người ta sẽ đập lại mình nè, hoặc là gì người ta giết lại mình nè. Đó, rồi là gì liên quan đến pháp luật tu tối. Dạ, liên quan đến pháp luật tu tối. Và xa hơn nữa là gì, nếu đập sát hại ha, mạng sống của chúng sinh khác đó, thì sau khi thân hoại mạng chung bị đọa nè, có thể là đọa vào địa ngục, có thể là đọa vào quỷ khổ, có thể là đọa vào Atula, có thể là đọa vào súc sinh. Và rồi ha, khi được trở lại làm người đó, thì thời gì bị bệnh hoạn ốm đau triền miên, rồi là gì yếu thọ. Đó, mình hiểu, mình thấy ra đánh đập sát hại chúng sinh là một cái việc làm sai, một cái việc làm không đúng, một cái việc làm bất thiện. Việc làm sai, việc làm không đúng, việc làm bất thiện đó nó dẫn đến một loạt các cái hậu quả vậy nè. Thì mình không có mong muốn những cái hậu quả này đó, do đó là gì, mình tập mình tập từ bỏ nó đi. Thì để từ bỏ được, xin thưa quý vị, buộc lòng mình cũng phải hiểu, mình cũng phải nghĩ đến những cái khía cạnh tốt đẹp sao sao đó, thì là mình mới không có đánh đập giết hại chúng sinh khác được. Thì mình nghĩ gì mình bị người ta đập, mình bị người ta giết, mình cũng đau vậy thôi, giờ mình không đập, mình không giết người ta. Hoặc là gì nữa, Đức Phật ngày dạy đó là vô thủy luân hồi, giờ đó ai cũng có thể là cha, ai cũng có thể là mẹ của mình, giờ mình chửi người ta, giờ mình đập người ta, mình giết người ta, giống như mình đập, mình giết cha mẹ mình vậy. Mình tự khuyên bản thân của mình vậy, thì từ cái chỗ đó mình mới giảm, mình mới từ bỏ từ từ được, xin thưa quý vị. Chứ không phải là đùng cái là mình có thể mình không có đánh đập, không có sát hại chúng sinh khác liền được đâu. Từ từ tập dần dần vậy đó. Đến lúc nào đó cái mình mới nhận ra thì ra mình không có đánh đập, mình không có sát hại chúng sinh khác, nó sướng, nó hạnh phúc ra làm sao đâu, nó an lạc vô cùng. Đó là an lạc, đó là gì, do sân tâm nó không có sanh lên, thì bây giờ mình mới có được cái niềm vui trong đời sống, hết có niềm vui trong tu hành này kia cái nọ đó. Thì từ cái chỗ đó mới dẫn đến hỗ trợ khiến cho mình có thể từ bỏ được hoàn toàn thân ác hạnh. Nhưng mà xin thưa quý vị ha, con người mình nó ngộ lắm, chúng sinh ngộ lắm, chúng sinh phàm phú ngộ lắm ha. Mình không có chơi với cái thằng xấu, nhưng mà rồi mình sống mình vậy đó ha, cái mình không có chơi với ai, chơi thằng thiện đó, chơi thằng xấu, chơi thằng tốt đó. Thì là trong cái đầu của mình nó cứ nghĩ với thằng xấu không, thì đến một lúc nào đó mình sẽ quay lại với thằng xấu mình chơi đó. Do đó nó là gì, mình cần phải có một cái duyên hay là một cái sợi dây nó kéo mình, đó là mình từ bỏ thân ác hạnh, thì là mình phải nên thực hành cái thân thiện hạnh. Để qua thân thiện hạnh đó đó, mình thấy ra được cái giá trị của cái thân thiện hạnh đó, từ cái chỗ đó nó hỗ trợ, nó giúp đỡ, khiến cho mình đó càng ngày càng xa lắm, càng xa cái thân ác hạnh đó đi. Thì Đức Thế Tôn ở đây ngài mới dạy là ca dê na su cha ri tăng cha rê, là nên thực hành thân thiện hạnh. Nên thực hành thân thiện hạnh, thì trong thập ác nghiệp đạo đó, thì thân ác hạnh là có ba, thì trong thập thiện nghiệp đạo thân ác hạnh cũng có ba, là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Mà để không vậy đó thì là buộc lòng mình phải hiểu cho nó rõ hết, xin thưa quý vị ha.
hiểu rõ theo cái kiểu nhân quả nghiệp báo vậy đó. Đó thì bây giờ đó mình mới từ bỏ thân ác hạnh đó, mình làm thiện hạnh được. Rồi thân thiện hạnh đó mình hiểu rộng ra đó là dùng cái thân này nè, đầu mình tay chân này nè, để làm các cái việc thiện thì được gọi là thân thiện hạnh. Ví dụ như là người ta gặp ông già bà già gì đó đi qua đường, mình dùng cái tay của mình nè, mình tới mình cầm cái tay của họ, mình dẫn họ qua đường để khỏi bị xe này đó, thì đó cũng là thân thiện hạnh. Gặp một ai đó họ té xuống, mình tới mình giúp đỡ họ, mình đỡ họ lên, thì đó cũng là thân thiện hạnh. Gặp bậc đáng cung kính, đáng chấp tay để đảnh lễ, thì mình dùng cái thân thiện hạnh và đôi bàn tay của mình tới chấp tay cung kính đảnh lễ họ, thì đó là thân thiện. Dạ, đó là thân thiện hạnh. Thì thân thiện hạnh khi mà mình làm thực hiện được thì dẫn đến có cái kết quả, có cái lợi ích. Từ chỗ mình thấy được cái kết quả, cái lợi ích, thì bắt đầu là gì? Mình vui, mình quan hỷ, mình làm nhiều hơn. Như là người ta đi qua đường không được vậy đó, cái mình nắm tay đi qua, xong cái qua tới bên kia đường cái chú người tốt quá, cô người tốt quá, mong cho cô chú được sống lâu. Lúc đó mình thấy vui nè, thấy quan hỷ, lần sau làm thì nữa, làm tiếp nữa. Nhờ làm nhiều vậy đó, bắt đầu cái thiện nó quen, nó sẽ thiện trợ cho thiện bằng thường cận y, thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên, thiện trợ cho thiện bằng thường cận y vậy đó. Mình sống riết thiện riết vậy đó, cái sẽ quên mất đi cái ác, hay là từ bỏ mất đi cái ác, sợ hãi đối với cái ác cũng làm được đó. Lợi ích vậy đó xin quý vị ha, mình phải thấy ra được cái lợi ích vậy thì bắt đầu đó là gì, mình mới siêng năng mình làm. Dạ, cái điều này mới quan trọng này xin quý vị, cái thiện đó đó ha, cái lợi đó đó là cho mình chứ không cho ai cả. Và bản thân của mình nè phải cảm nhận ra được, và phải cảm nhận ra được. Thì khi mà mình hiểu nè cái lợi nè, cái thiện này nè nó cho mình, bản thân của mình mới cảm nhận được, thì lúc đó đó mình mới tâm tình nguyện mình làm, chứ không có cần đợi ai thúc ép chi cả. Không cần đợi ai thúc ép chi cả. Đức Phật này dạy ha, phước là nơi nương nhờ của tất cả chúng sanh trong ngày vị lai. Punya nipar lokasmin patitha ho ti panenang. Thì thân thiện hạnh này nè chính là phước. Dạ, chính là phước đó. Và ai còn tồn tại ở trong cuộc đời này cũng đều cần phải có phước này cả. Dạ, cũng cần phải có phước này cả. Và bản thân của mình nè cũng cần phải có phước. Thì phước này nè được hiện bày qua bằng thân, thân thiện hạnh đó sư tôi. Thì mình hiểu rõ cái giá trị của thân thiện hạnh này là như vậy, bắt đầu là gì, mình mới làm cho mình mà, làm cho mình mà. Chúng tôi nói vậy để chi để như khi mà mình làm một cái việc thiện nào đó thì xin thưa quý vị đó ha, nó còn tùy rất rất là nhiều cái nhân duyên, quá khứ này rồi hiện tại nè. Thành ra đôi khi là gì, mình làm một cái việc phước đó đó ha, nhưng mà mình lại không có thấy ha, cái lợi ích hiện tại, mà là cái gì, cái xui xẻo nó lại đến với mình. Ví dụ như là mình gặp người ta đang té vậy, mình tới mình đỡ lên, thì đây là một cái hành động tốt của mình. Mình nghĩ là mình dùng cái thân này nè, mình giúp đỡ, mình hỗ trợ người ta. Nhưng mà rồi là cái gì? Công an đến hỏi thăm, thí dụ như ta té xe đó. Đó, cái bắt đầu liên lụy, cái từ cái chỗ đó cái mình chán nản. Mình chán nản, mình nói, mình làm thiện, làm lành đâu cũng thấy. Mà thấy toàn là xui xẻo thôi. Thì xin thưa quý vị, mình phải minh định, xác chứng cho nó rõ ràng. Cái gì là thiện? Cái gì là bất thiện, cái gì là nhân, cái gì là quả. Mình giúp đỡ người ta đó, đó là mình đang tạo ra cái nhân, tức là thân thiện hạnh.
À, còn cái chuyện mà mình bị hỏi như là công an tới hỏi thăm nè, hoặc là mấy người khác cái họ thấy vậy đó, cái họ sầm xì bàn tán gì gì đó, thì xin thưa quý vị, khi mà mình nghe sầm xì bàn tán nè thì đó là cái quả khổ của mình. Công an tới hỏi thăm của mình đó cũng là cái quả khổ của mình. Cái quả khổ đó nó không có do cái nhân này, nó không có do cái nhân này mà là nó do những cái nhân khác khác. Có thể là ở trong đời sống hiện tại này, nhưng mà trước trước đây hoặc là quá khứ, đến thời kỳ nó trổ quả, có những cái quả bất thiện là do nhân thiện làm nhân để cái quả bất thiện đó nó trổ lên, nhưng mà cũng có những cái quả thiện là do nhân bất thiện nó làm nhân, làm nhân để cái quả đó nó trổ lên. Thì người học Phật của chúng ta đã phải xác định cho được cái gì là nhân, cái gì là quả. Cái gì là nhân, cái gì là quả. Thì khi xác định ra được vậy đó, rồi mình hiểu nữa này, nhân thiện tất yếu sẽ cho quả thiện, cho nên cứ nhân thiện là mình đang cố gắng đạt, ráng cố gắng tạo. Thì ở đây đó là su cha ri tăng cha re, ca ye là su cha ri tăng cha re, là nên thực hành thân thiện hạnh. Thì thực hành thân thiện hạnh này đó, nó sẽ đẩy lùi được thân ác hạnh. Thực hành thân thiện hạnh này đến cái chỗ viên mãn thì từ bỏ được các cái ác hạnh, mà từ bỏ được các cái ác hạnh tức là mình thành thánh đó, xin thú vị, gia nhập vào dòng thánh rồi, quá ok rồi, quá an lạc, quá hạnh phúc rồi. Thì ước mong tất cả chúng ta sẽ đạt đến cái chỗ đó là an lạc hạnh phúc do từ bỏ được thân ác hạnh vậy. Chúng tôi xin được chấm dứt cái thoảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 231 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật pháp. Phước báo của sự giảng pháp này xin được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Những ai có thể tùy hỷ được, xin hãy tùy hỷ để được tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thú lần thai, chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích.